Xin kính chào quý vị và bà con. Trong đêm nay và sáng mai, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ tiếp tục duy trì nhiều mây, có mưa nhỏ, trưa chiều tạnh giáo và có nắng gián đoạn. Nhiệt độ sẽ tăng lên, cao nhất ngày từ 25 đến 28 độ. Còn các tỉnh phía Tây Bắc Bộ thì có nắng từ sớm, nhiệt độ dao động từ 28 đến 31 độ. Riêng một số nơi như là Sông Mã, Yên Châu, Mường La, Mường Lay có khả năng xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao 35 đến 36 độ. Dự báo từ khoảng chiều tối ngày 18 sang đến ngày 19 tháng 3, một khối khí lạnh mới ở phía Bắc sẽ tăng cường xuống, gây mưa rào và dông. Riêng vùng núi phía Bắc có nơi mưa vừa, mưa to và dông mạnh, nhiệt độ giảm xuống, trời chuyển rét trở lại. Với các tỉnh miền Trung, trong 2 ngày tới, thời tiết phổ biến tạnh giáo, có nắng. Nắng nóng có khả năng xuất hiện cục bộ ở khu vực vùng núi phía Tây, từ Thanh Hóa xuống đến Quảng Ngãi, với mức nhiệt từ 35 đến 36 độ. Các nơi khác trong khoảng là từ 29 đến 32 độ, có nơi cao hơn. Đến với các tỉnh phía Nam, tình trạng nắng nóng ở Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn tiếp tục kéo dài trong những ngày tới, trời nắng mạnh từ sớm. Tại Tây Nguyên, nhiệt độ phổ biến từ 31 đến 34 độ, có nơi cao hơn. Còn tại Nam Bộ, nắng nóng vẫn xảy ra ở miền Đông với mức nhiệt từ 35 đến 37 độ. Ở miền Tây, mức nhiệt cũng cao từ 32 đến 35 độ. Thưa bà con, thời tiết nắng nóng oi bức ở các tỉnh phía Nam là yếu tố bất lợi trong chăn nuôi. Để phòng chống bệnh tốt cho vật nuôi, trong đó có gia cầm trong ngày nắng nóng, bà con nên thực hiện các biện pháp sau đây. Xây dựng chuồng trại đảm bảo thoáng mát, nền chuồng cao ráo, thoát nước tốt. Lắp đặt và vận hành hệ thống làm mát như là quạt gió, dàn phun mưa trên mái hoặc là trồng một số loại dây leo phủ mái làm giảm nhiệt độ chuồng nuôi. Bên cạnh đó, tăng cường vệ sinh tẩy uế chuồng trại và các dụng cụ chăn nuôi, định kỳ phun thuốc sát trùng để diệt những tác nhân truyền và gây bệnh. Tiêm phòng định kỳ các loại vaccine cho vật nuôi theo hướng dẫn của cơ quan thú y, thường xuyên phát hiện sớm các gia súc ốm bị bệnh để cách ly điều trị, xử lý kịp thời, tránh để bệnh lây lan. Bà con nên hạn chế vận chuyển gia cầm khi trời nắng nóng. Theo lại bản tin hôm nay là dự báo nhiệt độ các khu vực trong đêm nay và ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại bà con trong các bản tin thời tiết tiếp theo. Thank you.